mỹ vị nhân gian. Luật chơi: trong 6 dĩa beefsteak trên bàn, có 2 dĩa vị khác biệt so với 4 dĩa còn lại. Anh trai sở hữu dĩa thức ăn vị khác biệt là thực khách gián điệp, còn lại là đội thực khách thường. Sau mỗi lượt, các anh trai chỉ điểm tìm ra thực khách gián điệp. Người bị đa số chỉ điểm sẽ bị loại khỏi trò chơi. Sau 3 lượt chỉ điểm, nếu thực khách gián điệp vẫn còn trên bàn, bên gián điệp giành chiến thắng. Nếu không còn thực khách gián điệp trên bàn, đội thực khách thường sẽ giành chiến thắng. Lưu ý, nếu số thực khách gián điệp bằng số thực khách thường, đội gián điệp giành chiến thắng, trò chơi kết thúc. Không phải lo gì, diễn viên Jin Tuấn Kiệt rồi. Nếu mà về tâm lý thì Jin cũng rất là thép, rất là vững. Không đơn giản đâu, không thể nào dụ được Jin đâu. Cố lên Eric ơi. Thôi bây giờ tốt nhất là mình không nên nghĩ, mình nên để đầu thư giãn. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3 Ăn. Món gì bật gì? Khuya là thấy mọi người ăn đói xanh mặt, thấy mấy dĩa bò là thấy không còn cái cảm giác là tính toán là sẽ chơi làm sao. À, thấy cái lông mày hơi dướn nha. À, mắt hơi láo liếc nha. Khó hơn gấp 100 lần bởi vì khuôn mặt người ngày quay ra nhìn nhau mà không biết là có một cái dữ liệu gì để mà nghi ngờ nhau hay không. Ăn miếng bò đầu tiên là nó đua, thấy nó cứ ngon như bình thường ấy. Mình ăn miếng bò xong ngon này là người tốt chắc rồi. Wow. Xin ăn một miếng to ạ, đủ to ạ. Miếng đầu tiên khi mà mình ăn á, mình cảm nhận được có một sự đắng nhẹ nha. Thấy đắng là bắt đầu hai cặp mắt mình đảo liền. Ai có khuôn mặt mà ăn mà cũng có cái vị giác mà kiểu bị đắng giống mình luôn thì mình phải tìm đồng đội của mình trước đã. Ngon mà. Bò mềm. Bò mềm. Mềm. Sao? Mình nhìn mặt mọi người ăn bình tĩnh lắm kìa. Chết rồi. Mình gián điệp thật hả ta? Ủa mọi người không ăn khoai tây à? Em thấy khoai tây khá mềm á. Quan sát nhiều với Pháp Kiều với lại Jin Tấn Kiệt một chút. Tại mấy người kia mình cảm thấy cái vẻ mặt hiền hậu, không có gian á mọi người. Còn một số người thì nhiều khi là ánh mắt họ chỉ cần liếc thôi là mình cũng cảm giác có gì đó toan tính rồi. Pháp Kiều thì em cứ chừng chừng mắt lên nhìn mọi người vậy đó. Và cái ánh mắt rất là lo sợ nha. Để mà test được cái sự uy tín của mọi người phải chơi cái miếng cỏ này. Chơi cái miếng cỏ này. Miếng cỏ này. Phải chơi cái miếng cỏ này. Ui, anh không thấy đắng hả? Em chơi luôn, em chơi luôn. Chơi nha. Ok. 1, 2, 3, vô. Trời tới quá Gin ơi. Có nghĩa là mình ăn cái miếng thịt mình thấy bị đắng. Nhưng là mình đã nghĩ ngay trong đầu là có khi nào cái miếng thịt nó đắng vì do miếng thịt bò nó khác không? Đá mắt qua miếng thịt của anh xong luôn liền khét thù lùi giống mình luôn. Ê, có thể nào hai anh em mình được kiếp cặp là gián điệp không ta? Anh đầu bếp bữa đó anh ngủ quên hay gì á, cái miếng bò nó hơi cháy xíu thôi, nhưng mà tổng thể thì mình cảm thấy nó vẫn ngon. Pháp Kiều thấy người nào người nấy hả, con mắt đỏ lờm hết trơn. Hồng Quỳnh nè, Jin Tấn Kiệt nè. Mắt Hồng Quỳnh với Jin Tấn Kiệt làm gì đỏ vậy? Không hề luôn á. Em bị lỡ một. À, em bị đạn ở trong miệng. Ăn uống mà một miếng to như vậy mọi người biết cái cục lỡ miệng nó rất là đau. Em thì tại em bị ngẹn. Trời ơi, miệng nó vô miếng quá. Bự quá nó ngẹn. Nó sặc, nó nước mắt lên. Đúng rồi. Hiểu rồi. Gương nước mắt hết là chắc là cay hay gì đó đây nè. Trong đầu Pháp Kiều nghĩ là hai người này là chắc chắn rồi đó. Trước khi mua vô miếng cái tiếp, tôi muốn các bạn chỉ đó một người. Bỏ đũa xuống à. Vột đã. Ôi. Rau một trước không ạ? Rau một. Nghi ngờ ai chỉ ngón tay về người đó. Xong luôn, tôi chọn anh Trường Sinh. Trường Sinh, Hùng Nguyên. Cân nhắc nha. Lúc anh chưa có nghi được ai luôn á, thì mình chỉ cảm thấy là mình đang là người bình thường. 1 2 3. Rất nhiều phiếu Hùng Huỳnh. Hùng Quỳnh nó là một trong những người mà Pháp Kiều nghi ngờ. Hùng Quỳnh là người xấu.
Lúc mà anh Hùng Huỳnh ăn miếng bò đầu tiên anh Đu để ý hết. À, cậu này phản diện, đang diễn thôi. Cứ liếc liếc nhìn nhìn như này làm mình kiểu nghĩ là ủa, phải cậu bé này không ta? Nên là hơi bất đại. Các bạn không tin Hùng Huỳnh đúng không? Em xem người nào có bị nhiệt thật không anh ạ. Bây giờ em muốn coi không? Anh có thể cho em coi. Chưa, không, không có coi vậy, đang ngồi yên đó đi. Hùng Huỳnh bị tịch thu dĩa đồ ăn, bị loại khỏi trò chơi đầu tiên. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người sao vậy? Chưa tìm được nhau mà, mọi người ơi, mọi người bị nhanh quá. Trời ơi, Hùng ơi. Mọi người sai rồi. Thực sự, mình có thể... Tức quá. Tức. Hùng Huỳnh là người bị loại đầu tiên. Súng toàn cầu, xem số Việt, VN phiên bản toàn cầu. Có nội dung Việt lớn nhất thế giới, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.